Chào các con, trong những tiết học trước các con đã được tìm hiểu những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người. Chúng ta cũng đã đến với những bài ca dao nghĩa tình về tình cảm gia đình, ca ngợi những tình cảm vốn có trong đời sống của người lao động, đó là tình cảm anh em, tình cảm vợ chồng. Chúng ta cũng đã đến được với những bài ca dao Thân Thân. Ngày hôm nay thì cô và các con sẽ đến tìm hiểu một chùm ca dao nữa trong những câu hát về ca dao dân ca các bạn học chương trình lớp 7, đó là những câu hát châm biếm. Vậy nội dung những câu hát châm biếm này có đặc điểm gì so với những câu hát mà con đã từng học ở những tiết học trước? Thì chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu những kể cả đặc điểm chung và đặc điểm riêng của nó để các con khám phá ra những vẻ đẹp, những cái điều ẩn chứa sau từng câu chữ tưởng chừng như rất đơn giản của nhân dân lao động, nhưng đó lại là những cái bài học vô cùng sâu sắc trong đời sống của mỗi con người. Chúng ta hãy cùng với cô đến với phần đầu tiên, đó chính là phần tìm hiểu chung nhé. Các con vào phần 1 La Mã. Chúng ta đi trở lại với khái niệm về ca dao dân ca các con đã từng được học ở những tiết học trước. Các bạn biết là ca dao là một thể loại trữ tình dân gian kết hợp giữa lời và nhạc, và nó diễn tả đời sống, tình cảm phong phú của con người và được nhân dân sáng tác trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt. Đặc điểm của ca dao dân ca này, các con có thể xem kỹ hơn cho cô trong sách giáo khoa phần những câu hát về tình cảm gia đình. Bây giờ cô chuyển sang phần tiếp theo, đó là chúng ta đi tìm hiểu với cô đặc điểm của những câu hát châm biếm có đặc điểm gì giống và khác so với những câu hát về tình cảm gia đình hay là những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người các bạn đã từng tìm hiểu. Dấu sao số 2 đó là đặc điểm của những câu hát châm biếm. Các bạn có thể chia đôi vở cho cô. Chúng ta có thể thấy rằng là những câu hát châm biếm có những đặc sắc về mặt nội dung và cả về mặt nghệ thuật. Về nội dung thì các con thấy rằng là những câu hát châm biếm thường là nói về các sự việc mâu thuẫn, thường bày tỏ với người đọc hoặc là người nghe về các sự việc mâu thuẫn trong đời sống xã hội, hoặc là phê phán thói hư tật xấu của con người. Nội dung thứ hai các bạn có thể thấy được đó chính là cái đối tượng được hướng tới ở trong những câu hát châm biếm là đối tượng thứ nhất đó là tầng lớp giai cấp thống trị. Tầng lớp giai cấp thống trị phong kiến. Và tầng lớp thứ hai đó chính là những kẻ sốt nát. Và đối tượng được hướng đến đó còn là những cái hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với con người nữa. Hủ tục lạc hậu. Và qua đó các con cũng đã thấy được cái mục đích của nhân dân ta đều là gì ạ? Để đả kích những cái thói hư tật xấu đó, đúng không ạ? Mục đích. Đó là đả kích xã hội. Vân vân. Về nghệ thuật thì các con lưu ý cho cô những cái nét nghệ thuật chính như trên. Các bạn cũng có thể theo dõi ở trên màn hình cho cô.
Ở trong những bài hát ca dao, những cái câu ca dao châm biếm thì nhân dân lao động đã sử dụng các hình ảnh ẩn dụ tượng trưng, có nghĩa là sử dụng hình ảnh ẩn dụ tượng trưng. Ngoài ra thì còn sử dụng cái lối nói phóng đại, nói ngược để tạo ra tiếng cười, vân vân. Tượng trưng tạo ra tiếng cười. Ý thứ hai các bạn nắm được cho cô ở trong trường hợp này, đó là ngôn ngữ của những câu hát châm biếm thường rất là sắc sảo. Do vậy đã vẽ lên được một cái bức chân dung biếm họa tương đối là sinh động.